Vũ Luân đeo tang tiết lộ những ngày tháng cuối đời của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hình ảnh tiêu tụy của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân trong tang lễ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khiến khán giả không khỏi xúc động. Nam nghệ sĩ tiết lộ ba nuôi trước khi mất có để lại di nguyện, nhưng sau tang lễ mới công bố. Ngày 5 tháng 3, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mất tại nhà riêng sau khoảng thời gian chống chọi với bệnh tật. Tuy lúc sinh thời không có vợ con, nhưng cố nghệ sĩ có được hai người con nuôi và nhiều đồng nghiệp thân thiết như ruột thịt, nên hậu sự được sắp xếp lo toan chu toàn. Cụ thể, nghi thức khâm liệm diễn ra vào tối cùng ngày tại nhà riêng của cố nghệ sĩ. Sau đó, lễ nhập quan diễn ra vào 3 giờ ngày 6 tháng 3 và động quan vào 11 giờ ngày 9 tháng 3. Nghệ sĩ Vũ Linh mất vào ngày 5 tháng 3, hưởng thọ 67 tuổi. Túc trực tại tang lễ, hai con nuôi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Vũ Luân và Bình Tinh cố nén lại nỗi đau để lo chu toàn tang lễ của ba nuôi, song vẫn dễ dàng thấy được vẻ tiều tụy xót xa hiện rõ trên gương mặt của cả hai. Đối diện với nỗi đau mất đi ba nuôi, Vũ Luân và Bình Tinh khóc cạn nước mắt cũng không thể nói hết nỗi xót xa trong lòng. Tang lễ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được tổ chức chu toàn. Nghệ sĩ Vũ Luân mặc áo tan, lộ gương mặt tiều tụy, hai mắt sưng húp khiến ai nhìn cũng xót xa. Niềm tiếc thương vô hạn hiện rõ trên gương mặt nghệ sĩ Vũ Luân. Nói về những ngày tháng cuối đời của ba nuôi, nghệ sĩ Vũ Luân cho hay, ba bệnh 10 tháng nay rồi, gia đình giấu bệnh của ba, nên là ba không hề biết mình sắp mất giờ chót không giấu được lúc đó ba hôn mê rồi nhờ các cô em trong nhà như bình tinh hồng phượng săn sóc ba lúc hôn mê ba mất thì gia đình tiếc thương đau đớn lắm nhưng ba đi nhẹ nhàng di nguyện của ba thì để sau tang lễ gia đình sẽ công bố luôn biết nhiều người hâm mộ ba muốn biết tin tức về ba lắm không chỉ vậy, Vũ Luân còn tiết lộ ông Hoàng Cải Lương những ngày tháng cuối đời rất mong trở lại sân khấu. Ba bệnh nhưng ba cũng mong trở lại sân khấu lắm, anh nói trong xúc động. Nhưng sau cùng ước nguyện này mãi không thể thành hiện thực. Vũ Luân bình tin là những người săn sóc cho nghệ sĩ Tú Vũ Linh những ngày tháng cuối đời. Hai nghệ sĩ mặc áo tang đại diện chủ trì tang lễ và túc trực trước linh cửu của cha nuôi không rời nửa bước. Nghệ sĩ Vũ Luân lặng người trước di ảnh của ông Hoàng Cải Lương. Trên trang cá nhân của người em thân thiết với gia đình nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vừa tiết lộ câu chuyện cảm động trước thời khắc cố nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng. Nhà báo Song Minh chia sẻ, Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã nằm viện hơn 10 ngày qua, cậu lúc tỉnh lúc mê. Sáng nay 5 tháng 3, Vũ Linh tỉnh táo và muốn về nhà, gia đình chiều ý cậu. Cậu về nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình mấy chục năm qua. Nghệ sĩ Tài Linh từ Mỹ gọi điện về khóc, cậu vẫn nghe rồi chảy nước mắt. Sau một hồi kinh, cậu đã ra đi thanh thản trong vòng tay của gia đình, hưởng thọ 66 tuổi. Là con nuôi nhưng Vũ Luân được nhận xét giống với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh như ruột thịt. Từ ngoại hình đến giọng hát đều khiến khán giả phải kinh ngạc vì chẳng khác nào khuôn đúc. Nói về điều này, nam nghệ sĩ sinh năm 1972 xúc động cho hay. Cái đó giống như là duyên cha con kiếp trước. Lúc Luân mới đi hát, ba phát hiện rồi đến nhà xin phép ba mẹ Luân cho Luân làm con nuôi. Nhưng mình chỉ học nghề, còn cái giống là tự nhiên chứ mình không có bắt trước. Luân đi hát cũng có người hỏi, có phải con rơi của Vũ Linh không? Con nuôi gì mà giống dữ vậy? Luân chỉ biết cười thôi. Chia sẻ với Việt Nam Net, ca sĩ Quang Thành cho biết, Nghệ sĩ Tài Linh bi quan khi nghe tin người bạn diễn thân thiết qua đời. Bà khóc rất nhiều hệt như cảnh chúc anh đài trao ngọc cho Lương Sơn Bá trong tuồng cổ kinh điển. Trước đó, Tài Linh dự tính tháng 3 bay về Việt Nam để thăm gia đình và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nhưng cuối cùng do chuyện gia đình nên không về được. Đối với cuộc đời bà, ba người quan trọng nhất là người thầy, nghệ sĩ Thanh Tòng, người chị em thân thiết nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng và mảnh ghép sân khấu hoàn hảo nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh giờ đây đều qua đời. Di ảnh của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng là tấm ảnh mà cố nghệ sĩ yêu thích nhất lúc sinh thời. Ngoài ra, những hình ảnh khác được trưng bày trong không gian tang lễ đều là những vai diễn để đời, tạo nên tên tuổi và ghi dấu ấn ông Hoàng Cải Lương trong lòng khán giả Việt Nam suốt nhiều thập kỷ. Những người thân trong gia đình cho biết cố nghệ sĩ ra đi nhẹ nhàng, khuôn mặt bình yên như đang ngủ. Hiện đông đảo đồng nghiệp và khán giả mến mộ đều lần lượt đến viếng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đại diện gia đình Vũ Luân đáp lễ chu đáo, hy vọng quan khách đến viếng bỏ qua những thiếu sót lúc tàn gia bối rối. Lúc sinh thời, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tuy không có vợ con vì đường tình duyên hôn nhân lận đận, nhưng bù lại nam nghệ sĩ có được trái tim của đông đảo khán giả yêu sân khấu và tình cảm chân thành từ những người con nuôi. Cùng đọc thêm những bài viết hay tại tin mới nhất nhé! bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo